Hay. Trời ơi, bao nhiêu năm cuộc đời mình tìm mãi cách xử lý người cơ thể mà tìm không ra. Thế mà bây giờ không dùng nước hoa, không dùng body mist, không dùng răng khử mùi, mà bạn mình ngồi cái bên phải hỏi là giờ này làm gì mà người thơm vậy, đã vậy da còn trắng mịn nữa. Xin bí quyết luôn đó. Thì bí quyết chính là đây mọi người ơi, viên nội tiết thơm người Venus. Lúc mua dùng mình chỉ mong là khử được mùi cơ thể là đã tốt lắm rồi. Nào ngờ khi dùng mới thấy là khử mùi tốt thật sự đó mọi người ơi. Tuần đầu tiên mình dùng đã thấy mùi cơ thể giảm đi rất nhiều rồi. Bình thường mình tập gym hay vận động nhẹ chỉ vài phút là mùi cơ thể thấy rõ luôn. Mà uống nội tiết thơm người Venus này vào là chẳng bao giờ ngửi thấy mùi gì nữa luôn. Thế thôi là mừng lắm rồi, giải quyết đúng vấn đề của mình. Nhưng thật bất ngờ mọi người ơi, uống tầm 3 tháng là cơ thể mình bắt đầu có những hương thơm thoang thoảng của hoa hồng nhẹ, thật sự rất là thơm luôn. Nên là mình nghĩ là bạn nào mà không có mùi cơ thể nặng như mình á, thì thời gian uống để cơ thể có mùi thơm thoang thoảng này sẽ nhanh hơn nha. Nhưng mà bất ngờ vẫn chưa dừng ở đó mọi người à. Sau 3 tháng sử dụng thì mình thấy là nước nguyệt của mình còn đều đặn hơn, da của mình còn sáng hơn và giảm mụn hơn nhiều nữa. Trước mình hay stress nên hay bị rối loạn nội tiết, làm kinh của mình không đều, mụn nhiều, da sạm nữa. Thì ra đó là do chức năng điều hòa nội tiết của sản phẩm thơm người Venus. Chỉ có chứa tinh dầu hoa hồng Damask là loại tinh dầu hoa hồng tốt nhất. Với công dụng là tăng sản xuất nội tiết tốt cho cơ thể, cân bằng sinh lý nữ, chống lão hóa, làm đẹp da, ngừa mụn, kháng khuẩn, khử mùi hôi và tiết hương hoa hồng qua da làm cho cơ thể chúng ta có mùi thơm thoang thoảng. Viên nội tiết thơm người Venus này được nhập khẩu nguyên hộp từ Bulgaria và còn được các bác sĩ phụ khoa, bác sĩ thẩm mỹ khuyên dùng nha. Mùa hè sắp tới rồi, các bạn nữ hãy trang bị cho mình hành trang để cơ thể vừa thơm vừa đẹp nhé.